Nguyễn Trường Ngọc Lan xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý khán giả đang xem chương trình đặc biệt của Leader Sài Gòn TV. Ngày hôm nay thì quý vị thấy Ngọc Lan và Nguyễn Trường đang có mặt ở đây ở trước Phước Lộc Thọ trong một dịp rất là đặc biệt. Đó là hội chợ Tết Phước Lộc Thọ hay còn gọi là chợ hoa. Tết sắp đến rồi. Ngày hôm nay là ngày thứ năm 18 tây tháng 1 của năm 2024. Ngày hôm nay thì chợ Tết Phước Lộc Thọ là bắt đầu chính thức được mở ra. Nhưng mà quý vị đang nhìn thấy đó, cái không khí nó còn đang rất là vắng lặng, là bởi vì ngày hôm nay là ngày đầu tiên người ta bắt đầu dọn hàng, người ta set up. Cho nên là chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị liền, chứ không phải là cái khung cảnh nó nhộn nhịp ầm ầm thì bắt đầu cuối tuần này. Nhưng mà bây giờ thì Ngọc Lan mời quý vị cùng với Ngọc Lan và Nguyễn Trường, mình sẽ đi rảo một vòng quanh đây xem coi cái khung cảnh chợ Tết ở đây như thế nào ha. Có một điều đó là mặc dù là ngày hôm nay là ngày bắt đầu, nhưng người ta mới bắt đầu dọn dẹp ra và trang trí lên, cho nên cũng còn một số những gian hàng chưa trang trí, họ chờ tới ngày mai để cho dịp cuối tuần, cho nên sẽ thấy một vài gian hàng còn trống trơn nè quý vị ơi. Dạ, nhưng mà bây giờ mình sẽ đi. Ngay ở bên này thôi là đã thấy được cái không khí Tết quý vị. Ủa, cái này thấy cái hoa gì nè? Hoa lồng đèn. Hoa lồng đèn. Ồ, ở đây mình thấy hoa giấy nè, hoa lồng giấy. Magnolia đó. Magnolia cây đó rất là đẹp. Ở đây nhiều cái gian hàng này mới hôm nay. Này giống bonsai quá. Bonsai gian hàng bonsai. Này là đặc biệt. 10 năm rồi gian hàng này. Nói chứ Ngọc Lan hỏi để cho anh chủ ở đây nói, chứ thường á cứ chợ Tết quý vị đi ngang là thấy cái gian hàng mà nhiều bông giấy nhất là ở gian hàng này nè, năm nào cũng vậy hết. Nhưng mà cây cỏ cảnh đồ năm nay nó có đắt giá hơn mọi năm không anh? Cũng vậy thôi. Ok. Anh đang làm công việc gì, như là anh đang tỉa mấy cái nhánh cho nó bớt đi đó phải không? Bỏ mấy cái lá xấu xấu đi để cho cái hoa nó đẹp ra. Ủa sao mới trưng bày ngày hôm nay mà đã bán rồi nè. Xô, thấy chưa? Mới trưng ra. Ồ, sáng giờ bán được nhiều rồi đó. Dạ. Tại vì trong cái ngày mà khai trương á thì sẽ có nhiều cái mặt hàng mới, thành ra thí dụ như ai mà đi ngày hôm nay người ta sẽ có cái cơ hội người ta lựa được liền, với lại mình về mình trưng được lâu hơn. Đó. Ok, cảm ơn anh. Đi ở đây là mình thấy mai. Dạ, thấy mai là thấy Tết rồi đó, thấy mai là thấy Tết. Rồi. Đó, đây mai kêu người ta kêu mai Mỹ hay mai rừng đó hả? Đó, mai Mỹ hay mai rừng là nó. Đúng rồi. Yeah. Mai rừng. Rồi ở đây mình thấy đào Nhật, người ta gọi là cây Queen's. Đào Nhật. Dạ, đào Nhật. Cái này dưng từ đây cho đến Tết nó nở bông. Mình nghĩ cái cây này mà dưng Tết cũng đẹp nè. Cái cây gì? Không biết. Berry gì đó. Không biết tên gì nhưng mà cái nhìn cây nó cây này gọi mà. Là cây gì cô? Không biết tên. Không biết tên. Bà chủ qua nói anh trả giá không bằng người ta thì tôi bán cho anh 90. 90 đồng cho nguyên bó này. Một bó này đó hả? Một bó này. Dạ. 10 cây. 10 nhánh á, 10 nhánh. 10 nhánh như vậy là cái này sẽ chưng từ đây cho đến Tết, đúng không? Thì đó. Dạ. Có cái bí quyết nào để chưng cho nó nở đẹp không? Đúng rồi. Biết về chưng thôi. Mình khám. Rồi cái này nước là ấm thì nó thủy tiên sẽ phải không? Ra bông. Wow, cái này là thủy tiên. Giá nhiêu? 8 đồng. Rồi cái này. Nó có nụ hết rồi nè. 8 đồng một củ này á hả? Một củ 8 đồng. Một củ này 8 đồng. Như vậy là cái này trong này có 3 4 củ. Dạ. Nó có 3 củ à. 3 củ. 24 đồng. Cái cây này là cây đắt tiền. Cây này kêu là cây gì? Cây này kêu là cây mai Nhật. Cái này cây giả, cây thiệt. Cây thiệt. Cây thiệt. Cây này đắt mà là mai Nhật. Đúng rồi. Mình nghĩ sao cái màu không, nó không có tươi. Không dưới. Cái bông nó màu nó vậy mà nó thơm. Anh Trường hửi thử coi. Nó có cái mùi nhưng mà mùi không phải là mùi. Yeah. Nếu ồ, nó thơm lắm. Nó thơm cái mùi hoa lại. Giống mùi hoa lại. Mai Nhật thơm mùi hoa lại. Sao kỳ vậy? Nhưng mà cái cây này nó rất là đắt tiền. Mà cái cây này hồi đó giờ mình thấy cái cây nhỏ Ngọc nhỏ là nói thôi. Nhiều. Ngọc Lan nói nhiều. Cây này hả? Phải trên 700. Mình đi hỏi yes. Lên. Cây này phải trên 700 trời đồng. Ơi. Mình nghĩ cái vậy. Cái này cây mai Nhật này nè. Là bao nhiêu tiền? Thấy chưa? Wow, Ngọc hay. Phải trên 700, cây này rất là đắt. 800. Lâu lắm mình mới thấy cây to như vậy. Ủa, cái này trồng ở đây được hả? Thì đó, người ta mua về người ta trồng đó. Wow, nghe sầu riêng thơm phức kìa. Sầu riêng. Sầu riêng. Mặt cầu cũng đẹp luôn. Ủa, sầu riêng tươi luôn á. Đi chợ Tết chuẩn bị đến gần. Ủa, đó là sầu riêng tươi luôn nè. Nghe thơm đó. Thơm đi luôn. Đi ở đây đã nói nghe thơm rồi. Vú sữa nè, sabuche nè. Đó, mặn cầu kìa. Vải. Nhãn. Wow. Chôm chôm, lê. Những loại trái cây mà gọi là giống như là đặc sản
đều có mặt ở đây hết. Ngọc Lan thấy có mãng cầu nè, xoài tượng cũng có nè, xoài tượng nè, sabuche nè, vú sữa nè, thanh long. Ủa mấy trái thanh long này đẹp quá hả? Mà sầu riêng thơm phức luôn. Sầu riêng thơm, sầu riêng tươi mà đang tới chín á. Cái món này nhiều người thích nè. Me dốt hả? Me ngâm á. Me ngâm. Với lại chùm ruột. Chùm nè. Ruột. Wow, mấy cái này hồi nhỏ mình mê lắm. Ở đây có hoa lan cũng nhiều. Ôi cái cây gì mà có trái trên cây luôn rồi nè. Ổi. Ơ mãng cầu. Ồ, cái này là mãng cầu. Quả. Cây mãng cầu có trái luôn. Đụng rớt đền. Thấy chưa? Mua về có trái luôn. Thay vì mua trái gì chừng giờ mua nguyên cây về luôn. Đồ tầm sân. Ồ cái này hình như người ta nói là mình nhúng cái này vô màu cái nó ra màu này phải không? Đây nè. Đây nè. Ồ cái này mình nhúng rồi á. Cái tầm đúng rồi, tầm xuân mà nguyên của nó đó là nó có cái màu nó giống vậy đó. Nó màu giống vậy nè, màu trắng trắng này nè. Màu nó trắng trắng thôi. Dạ. Nhưng mà người ta để cho nó đẹp, người ta nhuộm màu. Hồi đó mình nghe cái bài mà nụ tầm xuân nở ra xanh biếc á, em đã có chồng anh tiếc lắm thai á, nhưng mà thật ra nó không có nở xanh, nó nở vậy. Yeah. Quý vị thấy ở đây á, gian hàng này có nhiều tầm xuân đủ màu luôn. Nhiều màu, cái này mỗi thứ mà một chục về chưng thành một bình sẽ nhìn thấy rất là sơm tụ cho Tết ha. Dạ. Rồi lan đây. Lan thì bây giờ mua là được rồi, đủ hết. Dạ. Cái này là nhuộm màu nó ra bạn. Đúng rồi, nhuộm màu. Đẹp quá hả? Dạ. Ôi, có cây này. Nè, đây cây này là cây cây Queen's á, đào người ta kêu là đào Nhật á, đây nè. 220 cho cái chậu này. Dạ. Wow. Có nho thân gỗ, cây này nho thân gỗ. Ồ cái hoa này nó sẽ ra nho nè. Ồ, đúng. Đây, ta có cái hình nè. Đúng rồi, nho thân gỗ. À, nho thân gỗ. Wow, nhìn hấp dẫn quá hả? Cây này là mãng cầu do Thái phải không ạ? Dạ, do Thái đỏ. Mãng cầu do Thái đỏ. Cái trái này thì nhìn nó đẹp. Một cây này bao nhiêu anh? Nó rất là đẹp. 750 một cây này mua về là Ngọc Lan chờ hái trái ăn thôi à. Quá trời trái luôn rồi. Có nghĩa là đi chợ chợ Tết Phước Lộc Thọ đó, mình không chỉ là mua bông về chưng liền mà quý vị còn có cơ hội mua cây ăn trái về trồng, cây có trái sẵn về vừa chưng rồi vừa ăn, rồi xong rồi trồng nữa. Đó là cái tiện lợi. Nhưng mà cây này to quá. Cái cây này là khoảng bao nhiêu anh? Nho thân gỗ. Dạ, cây này 5.000. Lớn rồi. Dạ. Mấy năm rồi? Cái gốc nó to ghê. Trên 10 năm rồi. Cái nho này cái vị ăn ra làm sao ạ? Rất là ngon, ăn giữa nho với bòn bon ăn chung. Ồ, hay à. Quý vị, ở đây còn ổi nữa nè. Cái này đặc biệt nha. Là gì? Mãng cầu dai. Đúng không anh? Thấy chưa? Quý vị theo thi ở cái vùng Nam Cali này của mình á, mình sẽ thấy mãng cầu Mễ nhiều nè, mãng cầu Úc nhiều nè, mãng cầu do Thái nè, nhưng mà mãng cầu dai là hiếm nha. Nhưng mà cái cây này mà trồng ra được trái như vậy, cái này anh trồng ở đây á hả? Dạ. Rồi cây này chắc đắt lắm đó. Thôi, tại vì thường á ở đây không trồng được mãng cầu dai. Mãng sao cầu dai trồng được mãng cầu dai nè? Mãng cầu dai với lại gọi là mãng cầu Hoàng Hậu. Mãng cầu Hoàng Hậu. Ồ, nhưng mà cái thịt nó ăn thì sao, giống cái mãng cầu dai mình không? Đúng rồi, đó là mãng cầu dai. Thì đó, nhìn nó là mãng cầu dai mà anh kêu nó hoàng hậu nó bự. Trời, quý vị ghé gian hàng này á, quý vị sẽ thấy quá trời cây ăn trái luôn. Bên này là bán những cái mặt hàng trang trí nè, bao lì xì nè, đó, đồ chơi đó, cho nít nè. Nói đến Tết là phải nói đến bao lì xì đúng không? Bao lì xì nè, pháo. Con lân nhỏ nè. Pháo kìa, pháo Tết nhỏ quăng, mấy đứa nít nó quăng kìa. Ồ, đúng rồi. Bầu cua cắt cặp, ủa, bầu cua cá cộm này, bầu cua cá cọc ngon ha. Đi Tết là phải mua này. Đi Tết là phải mua này nè. Chúc mừng năm mới nè, vạn sự như ý, về treo vòng vòng trong nhà là thấy Tết rồi. Treo trên cây mai. Đúng rồi, cây mai nè, đồng tiền nữa nè, treo để có lộc. Chợ hoa Tết Nguyễn Huệ ở Sài Gòn đã dời về Lido Sài Gòn. Wow, lan. Cái này mua về á. Cái này mua về á là vừa chân được đến Tết nè, xong rồi trồng xuống nè, năm sau khỏi mua nữa, đúng không? Nó phải sao tao bán? Hả? Năm sau tao mua bông mới nữa. Nè, thấy không? Đó. Bông lan quá trời nè. Nhỏ nè, mấy cái này chân bằng thờ đẹp lắm nè. Thấy không? Đó, ok. Nhà nào quá, nhà nào mà có bình cao, nhà lớn mình trưng cây cao, nhà nhỏ mình trưng cây nhỏ, có đủ cỡ hết trơn. Ai chị? Cái này. Ủa, hả? Cái này là gì chị? Em nhìn không ra cái này là gì á. Cái miếng mỏng mỏng ở ngoài, miếng lưới. À, dạ cảm ơn chị.
Quá à. Hôm trước có ai hỏi mấy cái bình bình chân nè. Nè, vô đây kiếm mấy cái bình lớn thật lớn luôn nè. Ồ, bình lớn bình nhỏ gì có hết. Wow. Đó. Mua hoa xong rồi mua mấy cái bình này về chung. Tiền vô như nước. Năm nay không còn nhiều chữ tàu nữa mà đúng có chữ Việt rồi. Đúng rồi, cái hay là như vậy á. Ồ, có hình con rồng cho năm mới luôn nè. Nè, rồng hết nè. Nếu như năm trước á, mình đi mình thấy là những cái bao chúc Tết là tiếng tàu nhiều ha. Ừ. Những năm gần đây á, tiếng Việt nhiều đúng hơn. Okay. Nội tâm xuân. Dạ. Yeah. Đây chưa nở nè. Chưa nở. Chưa nở. Đúng rồi, chưa nở. Mai. Nè, quý vị sẽ thấy á, cái nụ tầm xuân á là bông nó trắng. Ừ. Chứ phải là nào nở là xanh nhánh, nở đây quá trời. Cái nhánh này là nhánh ngắn nè. Đúng rồi. Còn có nhánh cao, nhánh dài nữa. Yeah. Nó tùy theo cái giá đó. Yeah. Wow, nè, tầm xuân nè. Quá trời màu luôn. Cứ đến mùa Tết thì khi mà đi chợ Tết thì mình lại nhìn lại thấy những người buôn năm cũ, những người mình đã gặp những năm trước tiếp tục. Và chúc chị buôn bay bán đắt. À, đi chợ Tết quý vị thấy ví dụ như có nhiều người người ta không có muốn chân bông bình thường, thì người ta mua nguyên cái này về không? Mua nguyên cái này luôn. Dạ, mua nguyên cái này luôn về chân năm nay qua đến năm sau luôn. Trời ơi, cái mâm trái cây nè. Nè, cái mâm trái cây nè. Trời ơi, cô chám mẫn câu kia. Đó. Hai cô. Wow, đến hẹn lại lên lại gặp cô nữa. Bông này bông gì? Bỏ ra em ạ. Bông trang của Nhật. Bông trang của Nhật. Bông trang của Nhật, nó ra bên dài rồi nó mới hết. Oa. Hồi đó giờ mình nghe cái bông trang Việt Nam á là nó nở ra thành nguyên chùm vậy nè. Dạ, rồi hồi đó nít chơi cái mình rứt cái nụ mình nút nó ngọt ngọt. Đến quý vị nhìn cô gái nè, nghệ nhân đó nha. Vừa đội nón lá nè. Chuẩn bị trang trí cây đào nè. Hỏi em á, em ngồi em làm như vậy á, bao lâu xong chậu? 15 phút xong rồi. Ở đó giờ mình nghe Mimosa Đà Lạt là đây nè. Cái hoa vàng vàng á. Mimosa là đây nè. Dạ. Khi mà đi vô chợ Tết hay chợ hoa Phước Lộc Thọ đó, mình cứ cười thì kêu chợ Tết ha. Ừ. Chợ Tết đúng hơn. Chợ Tết nó vui hơn. Chợ Tết tại vì nó bán đủ thứ. Thì quý vị sẽ thấy mỗi một gian hàng là có những cái kiểu hoa khác nhau. Mặc dù thí dụ cũng thấy hoa lan hay hoa đào hay hoa mai, nhưng mà mỗi một tiệm họ có những cái khác như vậy á. Cho nên người ta cứ nhiều khi quen cái tiệm nào thì họ sẽ đi cái tiệm đó. Đó đây bao là bao lì xì nè. Yeah. Bao lì xì tiếng Việt không nha, ngon chưa? Đó. Bao lì xì tiếng Việt luôn. Ở đây có bao lì xì, có pháo, có pháo cho mít chơi, có mức. Với lại mứt. Oh, wow. Ô trời ơi, cảm ơn cô. Trời ơi trái măng cầu nè. Tặng có người hả con? Vậy chứ làm sao? Vậy chứ làm sao, thương quá à. Trời ơi, tặng có người à. Cảm ơn cô. Cô Hằng. Dạ. Nickname là Thẩm Thúy Hằng. Cô Hằng, nickname là Thẩm Thúy Hằng. Hôm nay là ngày mà chợ Tết Phước Lộc Thọ bắt đầu, cho nên quý vị sẽ thấy nhiều gian hàng người ta mới bắt đầu, người ta dọn ra từ từ. Hôm nay là ngày thứ 5 xong rồi bắt đầu để chuẩn bị sẵn sàng cái qua ngày thứ 6 hoặc là cuối tuần á, thì người ta sẽ đi đông hơn. Đó, lúc đó rồi hôm nay giống như một cái ngày chuẩn bị, và chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị để cho biết rằng là đã mở cửa rồi như vậy. Ở trong hội chợ Tết của Phước Lộc Thọ đó, lúc nào cũng vậy hết, ngay cả vào mùa hè, cái khúc mà mở cửa bánh chợ đêm đó, thì cũng có một cái sân khấu để cho mọi người có thể lên cùng hát với nhau. Hay là mình, nếu mình biết hát á, mình cũng có thể lên mình hát nữa. Và sẽ có người đánh đàn cho mình để mình hát. Đây là cái sân khấu. Mình thấy đang chuẩn bị nè. Như vậy là tối nay có hát rồi đó. Quý vị nào muốn hát ra đây nha. Tối quý vị ra nghe Nguyễn Trường hát. Hát. Ở ngay cái quầy này á, mình thấy có một cái món mà Tết người ta sẽ thích, đó là bưởi nha. Ở đây chắc là bưởi này nhập á, bưởi. Cho nên là thấy hình như là bưởi trang trí cho Tết á. Dạ, bưởi trang trí cho Tết rồi, bưởi những cái cho Tết thôi. Đúng rồi. Đúng rồi. Gian hàng gạo miền Tây nhưng mà mình chưa thấy gạo. mình chưa thấy nếp. Nhưng mà có nhiều thứ để chuẩn bị cho Tết. Ví dụ như là bao lì xì. Những cái bao lì xì. Wow. Ở đây có những cái này nè, những cái đồng tiền, tờ tiền 2 đồng, đúng không? Đúng. Để mà người ta tặng Tết. Nhưng mà cái ok nó vậy nè quý vị. Tức là cái tờ này là tờ 2 đô la.
Tờ này là từ tiền thiệt đúng không chị? Tiền thiệt là 2 đô la. Nhưng mà người ta để ở trong những cái bao bì rất là đẹp. Rồi ở ngoài cái mạ vàng là cái ở ngoài này nè, cái bao này nè, nó mạ vàng. Xong rồi người ta để dành người ta trưng. Thành ra đó, cái đồng tiền thì 2 đô la, nhưng mà để hết vô như vậy để trưng hay là để tặng thì nó là 19 đô la cho một cái. Quý vị muốn mà Tết đó, có những cái mà để trưng Tết đó thì ở đây cái kiểu như là rổ rá gì đó, bánh tét rồi bánh trưng để trưng Tết rồi bông lúa. Quý vị đi chợ đêm, chợ hoa Tết Phước Lộc Thọ nha, có gian hàng ăn uống, nhưng bắt đầu là khoảng 6 giờ chiều trở đi. Ban ngày thì không có bán đồ ăn đó, mình đi vô trong Phước Lộc Thọ mình ăn. Nhưng mà tới muốn ăn ở ngoài này đó, ăn chợ đêm á, như là bán ăn những quán ăn mà chợ đêm, thì mình sau 6 giờ sẽ ra bên hông bên này. Ok, bây giờ là đã gần 8 giờ tối rồi. Ngọc Lan với Nguyễn Trường trở lại để cho quý vị nhìn thấy được cái khung cảnh, cái không gian của cái hàng đồ ăn, và cũng như là cái không khí buổi tối ở đây nó náo nức ra làm sao. Bây giờ mình thử mấy cái gian hàng đồ ăn nha. Go. Đây, đó, cái gian hàng hồi chiều và lúc mà mình ghé người ta chuẩn bị, người ta dọn thì bây giờ đã đầy đủ hết trơn rồi nè. Chiều nay mình có món gì? Rồi, thịt nướng, bắp nướng với lại bột chiên giúp giùm. Thịt nướng, bắp nướng, bột chiên. Rồi. Như vậy là, nhưng mà mấy bữa sau là có thêm món nữa. Đầy đủ hết. À, hôm nay là chỉ mới ngày khai trương thôi, cho nên là làm cho có món thôi. Bắt đầu ngày mai sẽ nhiều hơn. Dạ đúng. Bữa nay chưa có canh bún nè. Ngày mai ha. Giá cả năm nay nó có thay đổi không? 4 đồng chứ giống nhau. 4 đồng. Ok. Rồi, ok. Bột chiên không? Dạ bột chiên lâu, bột chiên thì gặp lan phải không? Bột chiên. Em làm 2 phần chị nha. Bột chiên thì là bao nhiêu một phần? 15 đồng một phần. Bột chiên 15 đồng một phần. Rồi. Wow. Quảng cáo khỏi cần phải la lớn sử dụng máy luôn. Không, em cần phải có cái loa giống Việt Nam bán rau á, để đây nè. Rau má tươi đó. Cái này giống như là mình đi chợ, giống như đi chợ chợ đêm Đà Lạt vậy đó. Cùng ly không? Đéo ngọt. Của độ nành Đà Lạt. Ồ, ngon. Đó, ở đây là cũng một gian hàng đồ nướng nữa. Thì cái mùa mà khi mà người ta đi chợ đêm á thì người ta thích, rất là thích đồ nướng. 4 đồng một sâu, 4 đồng một sâu. Hình như nó là cùng một giá. Ở đây là có nước mía. Ồ, có rồi, gỏi cuốn nữa kìa. Dạ, rồi có bắp. Nước mía tắt tươi luôn. Đó, chỗ này là luôn luôn là đắt hàng. Người ta sẽ chờ, tại vì nhìn nó hấp dẫn lắm. Một phần là nhiều, hình như 12 đồng. Nếu năm trước 10 đồng. Yeah, 10 đồng. Ở đây có cái gì đó, cái bánh bánh tráng nướng Đà Lạt. Bánh tráng nướng Đà Lạt. Đó nhìn nhìn là một dĩa rất là ê hề. Dạ. Bánh tráng nướng Đà Lạt. Đó, thấy chưa? Quá nhiều món để mình lựa chọn. Và ở đây cũng là một vàng nữa là ốc nè, rồi sò, rồi cái gì? Đuôi tôm hùm. Bánh bông lan Japanese. Dạ, yeah, bánh bông lan Nhật, nãy Ngọc Lan thấy rồi. Yeah, có cúc nữa. Rồi, yeah. Tôm hùm nữa kìa. Ok. Trà sữa trong cái xô. Trà sữa xô, tức là uống nguyên một xô luôn. Wow, một cái này là bao nhiêu? Dạ, 7 đồng à. Wow, trời ơi, cái này có bộ hấp dẫn. Ủa, trà sữa ở trên là trái cây. Dạ, topping. 7 đồng thôi cho một cái một nguyên trà một sữa một. Wow, có cái gì nè, con thỏ nè, rau câu nè. Trời hấp dẫn quá. Nè, có nè. Thấy không? Wow, mà nguyên cái này 7 đồng được á. Chút xíu mình vòng lại mình mua một cái nha. À, Ngọc Lan đi một vòng để xem hết những cái món ăn đây là gì. Còn bây giờ mình sẽ bắt đầu mình thử một vài món thử coi ha. Ok. Go. Rồi. Đi. Cái nào trước? Mình đang ở ngay trước cái quầy này là quầy Unu. Uống vô xong là ăn xong là Unu luôn á, là mua một cái phần như vậy nè. À, trà sữa xô. Rồi một cái này là 7 đồng, đang chờ làm. Hồi mình xin 4 cái ống hút hả? Ừ. 5 cái muỗng hả? À, muỗng với ống hút đúng rồi. Ok. Trời ơi thiệt luôn. Một cái này á, một cái hộp này á phải 3-4 người uống á, cho nên mình sẽ chia với nhau. Ok. Đây nè, ớt chưa ngon nha. Thơm quá. Rồi nghe. Rồi đi. Nóng buồn, nóng hổi luôn. Rất miếng. Quanh, cất tiền đây. Trời ơi.
qua chứ đòi ăn thoải mái đi. Nhất miếng. Trời ơi. Không ai lại đâu, bảo đảm. Trời nóng. Đệ nhất thịt, thịt nướng. Thịt nóng. Nó trời lạnh thịt nóng. Thơm phức. Trời ơi, mình kiên kìa. Đã chưa? Hấp dẫn quá. Nhiều hành nha. Chị chiên cho em một dĩa đặc biệt nha chị. Đặc biệt nhiều hành nha. Cái này là phải ăn liền. Ăn liền nó nóng mới ngon, mới hấp dẫn. Một hồi nữa nó lạnh hơn hết ngon rồi. Tại trời đang lạnh nè. Trà sữa. Giờ mình ăn tá lả lòng đèn hết trơn. Cái này là trà sữa mà nguyên một cái xô, người ta kêu là gì? Hồi nãy kêu gì? Xô. Trà sữa xô. Trà sữa xô nguyên xô này 7 đồng. Mà ở đây á vui lắm. Họ có mấy cái topping á, họ làm dễ thương lắm, như này nè, con cá nè. Làm tại nhà luôn nha, ghê nha. Rồi à. Bông thỏ. Thấy chưa? Wow, rồi là mấy cái bô bạc. Ô trời ơi. Cảm ơn chị. Wow. Ú nu đúng rồi. Nè, này là còn bột chiên, phần bột chiên nè, 15 đồng. Mười mấy đồng? 15 đồng Kim Tháp, cái tiệm đầu tiên hết đó. Kim Tháp, sát bên núi Lộc Thọ luôn. Yeah, rồi thử đi. Yeah. Ủa nước tương? Ở trong này nè, ta rưới vô đây nè. Nước tương trong này luôn phải không chị? Có rồi. Ô, nước tương ở dưới này luôn nè. Trời ơi, ăn nhiều thứ quá, không biết review cái nào này trước, khoan này tiếp đi. Cái này là mấy cái bô bà gì đây nè. Wow. Thử này nha. Cái nào cũng ngon hết á, cho nên là bối rối quá. Ok. Sự tiếp này. Nè, bột chiên có trứng nè. Có nước tương ở dưới này nha. Ồ, cái này bột tô lận. Tại trời nóng á, nếu quên trời lạnh á, mà cái này nó vừa đem ra nó còn nóng mà nó giòn, cho nên ăn rất phê. Nhưng mà nước tương ngon hả? Nước tương họ pha ngon á. Tiệm Kim Tháp đầu tiên á quý vị. Nguyên một tô này 15 đồng. Ngọc Lan nghĩ á, đi mà đi đông người á sẽ lợi hơn. Nè, một tô này, một cái này. Rồi thịt nướng 4 đồng que. Thịt nướng 4 đồng một sâu cũng ngon lắm. Yeah. Rồi mít này được tặng, nhưng mà mít này 8 đồng. 8 đồng hả? Nè, thấy họ ghi giá thì 8 đồng, ok. Wow, rớt. Ăn dở dang cái bánh ống. Bánh ống này á, nó có vài năm trở lại đây thôi, nhiều người thích lắm. Tại vì người ta làm bằng bột dừa, anh vừa thấy không? Bột dừa. Ngon hả? Có miếng nước cốt dừa lên nữa mà. Có. Thôi nhưng mà giờ Ngọc Lan thử này. Bánh tráng nướng Đà Lạt. Thôi, nhớ nghe nè. Cái này á 10 đồng. Cái này 8 đồng. Cái này kẹo mạch nha khó kiếm hơn. Hả? Cái này ngon. Cái này là có. Hồi nãy thấy cái bánh tráng người ta để người ta nước giòn lên, rồi có trứng bỏ vô, rồi con ruốc với lại hành. Bánh tráng kẹo mạch nha. Nó bể hết rồi nè. Có kẹo mạch nha, có dừa bào, có đậu phộng nha. Ngon quá. Cái nào cũng ngon. Cái này ngon khác. Dịnh đói từ sáng giờ ăn gì cũng ngon. Wow.
Thử nha, ngon không? Ngon không? Ngon. Trời ơi, sao nó dính dữ vậy? Mạch nha này kỳ vậy? Bánh tráng này nó dễ bể quá. Ừ. Ừ. Là ngon, ngon cái ngon hết. Món này không dành cho những người có răng giả. Nó mình thử cái này nè. Không thôi, nó dính cái răng rồi. Bánh tráng nướng Đà Lạt. Có tôm khô, có trứng, có trong này nữa nãy có nhiều thứ lắm. Dính tùm lum. Dính tùm lum hết á. Ok, thôi. Đây. Đi chợ đêm mà. Bánh tráng nướng nè. Thử thử thử. Ừ. Cái này được hơn à? Đúng. Tôi sẽ bỏ ra 10 đồng tôi ăn cái này. Cái này để ăn cho đỡ thiệt. Ok. Có cái nước chấm này nè. Mà ham ăn quá, ăn liền khỏi chấm. Nó cũng ngon như thường. Chuối chiên 2 cái 5 đồng nha. Ok. Cái này là nước chấm, chấm thần thánh. Hình như là nước ớt xanh gì đó. Ma nguội quá à. Mực thì ngọt. Giòn ngọt. Sao lại mực một nắng không? Mực một nắng. Chuối chiên 5 đồng 2 cái. Tức là 2 đồng rưỡi 1 trái. Nhường. Chuối chiên này á mà muốn ngon á, cái bột họ phải bỏ thêm nó ngọt ngọt tí xíu nữa nó sẽ ngon. Cái này bột hơi bị dai chút. Bột á hả? Nó giòn nhưng mà nó hơi dai. Ừ. Đúng không? Cái bột nó hơi gầy quá. Đúng rồi. Ồ. Ăn xong phải dọn dẹp. Tự dọn dẹp luôn. Nguyễn Trường cứ việc dọn đi. Cái này là xong rồi thấy không? Bỏ vô đây. Cái này xong rồi nè. Trả lại cái bàn sạch cho người ta ăn nữa chứ. Từ từ ăn mà bị la quá à. Cái bàn của mình nó dơ quá à. Bàn mình ăn quá trời ăn luôn. Ăn quá mạng. Rồi gom đi. Gom đi. Gom trước khi mà mình kêu món chót. Rồi. Bây giờ mình ăn xong rồi giờ mình chọn món uống. Ủa, đi. Bây giờ là mình order nãy là rau má tươi. À, cái này là bí đao. À, cái này là mình order. À, cái này là sữa đậu nành lá dứa với lại sữa đậu nành matcha là của tiệm tặng cho mình. Một hồi mình sẽ uống thử. Bây giờ đến nóng nè quý vị. Cái này mà đang trời lạnh lạnh như tối nay nha. Mà ăn uống cái nóng này mới là ngon nè. Hai ly nữa. Cái này là rau má sốt đậu xanh, sốt dừa, rồi nói chung là tá lả. Đây là kêu là bán đắt nhất của tiệm này. Còn cái này là trà bán cầu. Cái này là đang là hot bây giờ. Ok, bây giờ mình sẽ đi thưởng thức 4 ly. Ok, đây là sữa đậu nành lá dứa. Cái này là của tiệm họ tặng. Đây là món mới của họ. Còn mình order 4 cái ly kia. Wow, cũng thơm lắm nha. Đó, thơm lắm. Đậu nành lá dứa hả? Mình uống mình thấy được cái vị béo. Béo với lại ngọt. Đối với Ngọc Lan thì hơi ngọt. Nhưng mà đối với mọi người chắc là ok. Họ quảng cáo là đậu nành Đà Lạt mà. Đậu nành Đà Lạt rồi. Ngọc Lan nghĩ đậu nành Đà Lạt không phải mua đậu nành mua ở Đà Lạt mà. Cái không khí người ta đi Đà Lạt lạnh lạnh uống sữa đậu nành. Rồi anh Trường, cái này là matcha. Đậu nành matcha. Theo công thức mới của bên tiệm đó nói. Matcha juicy. Thử nha. Nóng luôn nè. Thì nóng, cái nào cũng nóng. Sữa đậu nành nấu tươi chỉ là sông bé đóng hủy. Đậu nành lá dứa tươi.
thơm mùi matcha, nhưng mà đối với miếng trường thì hơi bị ngọt nha. Đó, đối với hay là tại vì bây giờ ai cũng thích ăn nhạt nhạt hơn, hay là tại vì mình dư ngọt rồi. Ok, rồi thử. Còn lại thì ở đây là 4 ly này là mình order, mình quên giá nhiêu rồi, mà 4 ly này là 28 đồng, 7 đồng một ly. Có ly 8 đồng, có ly 7 đồng. Có ly 7 đồng. Ờ, có ly 8 đồng, ly 7 đồng. Cái này là ly này nè, là bán đắt nhất, 8 đồng. Trong này đủ thứ hết trơn á. Còn này là trà mãng cầu thì là đang là hot bây giờ, tức là trà ở trong này có mãng cầu xiêm á, muối muối ăn. Còn này thì đơn giản thôi, là rau má tươi thôi. Còn này là nước bí đao hạt chia. Rồi bây giờ mình thử cái này của mình. Cái này của bạn này. Cái này của mình. Ok, cái này của bạn Trí. Ok. Ào. Cái này mình giới thiệu nhiều lần rồi. Béo quá hả? Không phải béo. Ồ, nó không béo nha, nó không có ngọt giống như này nha. Mà nó ok. Với lại mấy cái hạt gì nó giòn giòn á. Người ta kêu cái gì? Sốt dừa, thạch dừa, thạch giòn, thạch giòn. Không phải thạch giòn. Nền bò, nền dứa, nền bắp cha. Bán cái gì chín mười. Chín mười. Thử đi. Cái này là trà bí đao, hạt chia, hạt chia, thạch lá dứa. Lắc lên, lắc lên. Ồ, quên lắc rồi, giờ sao? Quên lắc. Mình uống cho bụng mình lắc được không? Mình uống vô xong rồi mình đứng mình lắc. Winter melon là trà bí đao. Ngon. Với hạt chia, với thạch lá dứa trong đó. Ngon. Ngon. Ngon hả? Nhưng mà cũng ngọt quá. Ồ vậy hả? Cái này lại không ngọt nè. Bớt bớt lại một chút được. Ok. Trà bí đao. Lúc đi ra mình muốn thử món này luôn, nhưng mà cái bạn quay phim á đang nhìn mình bằng một cặp mắt mang hình viên đạn và giật luôn rồi. Thôi thệ. Ôi mà được 2 ly cũng được. Ok. Rồi. Ok, như vậy đó là coi như là một buổi tối nay nhóm của tụi mình là 4 người. 4 người đi ở cái khu mà ăn chợ đêm. Hồi nãy giờ là mình trừ một cái tiệm là có hai món là họ free, họ không lấy tiền của mình. Còn lại rồi cũng được tặng phải không? Mình xài mình tiêu tốn hết 60 mấy đồng á, 60 mấy đồng cho 4 người. Bây giờ mình cũng còn mình ok ha, chia ra mỗi người đi, mà mỗi người tranh có trong túi 15 đồng chia ra trên đầu người là, nhưng mà phải đông thì sẽ ăn được nhiều món. Ok, hy vọng rằng là quý vị sẽ sắp xếp thời gian đến với lại chợ đêm Phước Lộc Thọ, đến thử ở cái khu ẩm thực, nhưng mà người ta mở cửa 7 giờ tối mới bắt đầu bán cho đến 10 giờ rồi, đi trong mùa lạnh này để thưởng thức những cái món ngon ở đây. Bye bye cả nhà.